Một thống kê rất là tuyệt vời trên channel của Việt đó chính là ngoài những cái vị khán giả là những người bạn, những người anh của Việt thì có rất nhiều những bạn trẻ đang là học sinh, đang là sinh viên cũng quan tâm tới những cái lĩnh vực là thời trang và chăm sóc sức khỏe cũng như là phát triển bản thân cho nam giới. Đây là một trong những cái tín hiệu rất là tích cực và cũng là một trong những thành công nho nhỏ mà Việt đã đạt được. Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì cái điều này, và video ngày hôm nay tất nhiên nó vẫn sẽ dành cho tất cả các bạn, đó chính là mình sẽ chia sẻ lại một số những cái mẹo mình đã áp dụng được để làm sao chúng ta không có quá nhiều kinh tế đầu tư về trang phục, tủ đồ của chúng ta không có quá nhiều đồ nhưng chúng ta vẫn có thể mặc được những cái bộ trang phục rất là đẹp. Và trước khi bắt đầu vào nội dung chính của video thì nếu như các bạn cảm thấy thích những nội dung Việt đang làm hoặc là cảm thấy thích cái cách mà Việt truyền tải thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Việt nhá. Ok, và chúng ta sẽ đến ngay với cả mẹo đầu tiên, làm sao để tủ đồ rất là ít quần áo nhưng chúng ta vẫn có thể mặc đẹp. Mẹo đầu tiên, các bạn hãy tránh xa những món đồ có nhiều họa tiết hoặc có chứa logo. Đúng là những món đồ này nhìn thì rất là bắt mắt và cực kỳ nổi bật, đặc biệt là nếu như có thêm logo tới từ những thương hiệu thời trang lớn nữa thì nhìn rất là đẳng cấp đúng không? Tuy nhiên thì những món đồ này thực sự rất là khó để có thể phối hợp với những trang phục khác. Ví dụ như Việt có một chiếc áo sơ mi họa tiết như thế này, nhìn thì cũng khá là cute, nhưng có lẽ thì nó chỉ có duy nhất một cách phối là đi cùng với cả một chiếc quần short. Ngoài ra thì rất khó có thể tìm thêm cách nào, vì vậy chúng ta chỉ mặc chiếc áo này từ 1 đến 2 lần là đã cảm thấy chán rồi. Và kinh nghiệm ở đây đó chính là chúng ta hãy ưu tiên những món đồ cơ bản trước, những món đồ nào có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều khi chúng ta muốn mặc chúng. Cũng là một chiếc áo sơ mi ngắn tay nhưng Việt có một chiếc áo màu đen với thiết kế tinh giản như thế này. Để mặc cơ bản thì cũng đẹp, mà để layer thì cũng đẹp và nó phù hợp với rất nhiều những cái loại quần khác nhau. Vậy là một món đồ chúng ta có thể sử dụng từ 3 tới 4 công dụng, đó là một sự tiết kiệm và là một cách chi tiêu mua sắm hợp lý. Hoặc giả sử Việt có một chiếc áo tee graphic như thế này, thực sự thì mặc vẫn rất là đẹp. Tuy nhiên nếu như Việt là một người chưa có quá nhiều kinh tế để đầu tư cho thời trang thì Việt sẽ ưu tiên lựa chọn một chiếc áo tee cơ bản như thế này. Áo này thì có thể mặc một mình cũng được, mà mặc ở bên trong để layer cũng được. Còn tee graphic thì gần như chỉ mặc solo được thôi, để layer thì không hợp một chút nào cả. Và có một điều nữa muốn nhắn nhủ tới mọi người, đó là chúng ta mà đang sử dụng những cái món đồ có nhiều họa tiết hay có chứa logo từ những thương hiệu thời trang lớn, nếu như mà chúng ta sử dụng không đúng cách thì nhìn trông rất dễ là bị quê. Hãy ưu tiên vào những cái món đồ cơ bản, nó sẽ tinh tế và sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mẹo thứ hai đó chính là chúng ta đừng mua những cái món đồ rẻ tiền. Chúng ta đang là những người mới, chúng ta đang là những người có kinh tế hạn hẹp, vậy thì chúng ta lấy đâu ra tiền để mua những món đồ đắt tiền đúng không? Ở đây thì Việt không muốn nói đến cái việc là chúng ta phải mua những món đồ cao cấp hay là hàng hiệu hay là đắt tiền, mà chúng ta cần phải biết được cái mức giá chung của một món đồ chất lượng là bao nhiêu. Ví dụ đơn giản, cho một chiếc quần short chất lượng hiện tại đang có mức giá trung bình từ khoảng tầm 3 đến 450 ngàn. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ mua những chiếc quần short nào có mức giá 150 ngàn hoặc là thấp hơn cái mức giá đó, vì chắc chắn các bạn sẽ phải hối tiếc về chất lượng của những sản phẩm này. Điều đầu tiên, chắc chắn với cái giá thành chênh lệch nhau như vậy thì cái chất lượng của hai món đồ nó cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Điều thứ hai, không hẳn là khi các bạn mua những món đồ rẻ đấy đã là rẻ đâu, có khi nó còn bị đắt hơn cơ. Ví dụ như bạn có một chiếc quần 150 ngàn và chúng ta mặc chỉ khoảng tầm 10 lần là nó đã bị xù lông hoặc là hỏng nát bét rồi. Mà quần cũ rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ không mặc nữa. Vậy là chi phí cho mỗi lần mặc quần của chúng ta sẽ là 150 ngàn, chia cho 10 là 15 nghìn một lần. Còn nếu như các bạn mua một chiếc quần chất lượng một chút với giá khoảng tầm 350 ngàn thì các bạn có khi mặc tới cả một năm trời mà không có một vấn đề gì cả. Và một năm đấy thì chúng ta cũng phải giặt quần tới 30 lần thì chất lượng của quần vẫn rất là tốt. Tính ra thì chi phí sử dụng mỗi lần còn thấp hơn rất là nhiều, mà đặc biệt là chúng ta sau khi sử dụng lâu như vậy, chúng ta vẫn có thể dùng chiếc quần được mà không phải bỏ đi. Và điều thứ ba đó chính là với hai cái món đồ với hai giá thành khác nhau, với hai cái chất lượng khác nhau thì các bạn mặc lên người cũng có hai cái vẻ ngoài trông rất là khác nhau. Các bạn mặc những cái món đồ chất lượng thì từ cái form dáng, từ cái thiết kế cũng như là cái chất liệu và cái cảm giác mặc nó sẽ tốt hơn khi là các bạn mặc những món đồ rẻ tiền. Vì vậy thì Việt rất là muốn khuyên các bạn là đừng bao giờ tham những cái món đồ rẻ tiền nữa. Đây là một trong những kinh nghiệm sống còn của Việt, vì Việt đã phải chi rất rất nhiều tiền vào cái việc mua sắm thời trang rồi. Và bây giờ thì nguyên tắc của Việt đó chính là không bao giờ mua những món đồ nào có giá thành quá rẻ so với mặt bằng chung, và cũng không bao giờ mua những đôi giày fake nữa. Chúng ta nên mua ít thôi nhưng mua những món thật sự chất lượng.
Mẹo thứ ba đó chính là chúng ta hãy tập trung vào những món đồ có tông màu trung tính. Ok, chúng ta hạn chế mua những món đồ có nhiều họa tiết, có nhiều logo. Chúng ta không mua những món đồ rẻ tiền và chúng ta cũng hãy nên ưu tiên vào những cái món đồ có tông màu trung tính. Việt nghĩ là sẽ đến một cái lúc nào đó các bạn sẽ muốn tìm hiểu về cái phong cách thời trang tối giản mà thôi. Vì vậy thì chúng ta nên tìm hiểu càng sớm thì càng tốt. Có 4 cái tông màu mà Việt khuyên các bạn nên đầu tư thật nhiều trang phục vào, đó chính là màu đen, màu trắng, màu xám và các tông màu đất. Tất cả những cái tông màu này khi phối hợp thì chúng cực kỳ ăn khớp với nhau và các bạn có mặc kiểu gì thì nó cũng rất là đẹp. Việt biết có những cái người trong tủ đồ của họ chỉ toàn là những cái món đồ màu trung tính này thôi, nhưng những cái bộ đồ của họ khi diện lên nó cực kỳ nghệ và tinh tế. Những cái tông màu này thì nó luôn là những cái gam màu thời thượng và gần như là không bao giờ lỗi mốt. Nó rất là dễ dàng trong cái việc phối đồ và cái tính ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi địa điểm thì cực kỳ cao. Việt muốn nhắc tới mọi người cái mẹo này bởi vì Việt biết là mọi người thường xuyên tham khảo xem là năm nay xu hướng màu sắc sẽ là gì, rồi mặc màu gì thì sẽ nổi bật. Điều này thì rất là đúng, rất là tán thành với mọi người. Tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái bạn nào đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang rồi. Còn với cái chủ đề video ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là ít đồ nhưng vẫn có thể mặc đẹp. Nên là Việt sẽ khuyên mọi người chúng ta hãy tập trung vào những cái món đồ có tông màu trung tính đã. Đó là một sự an toàn và khi chúng ta phối chúng lại với nhau, chắc chắn là chúng ta có thể có những bộ trang phục rất là đẹp. Mẹo thứ tư đó chính là chúng ta thay vì suốt ngày chăm chăm lên mạng để tìm đồ và shopping thì hãy thử dành thời gian để tìm hiểu thật kỹ về bản thân của mình. Có một vài câu hỏi mà Việt muốn các bạn phải tự đặt ra và tự trả lời như sau. Đầu tiên đó là cơ thể của các bạn như thế nào? Bạn là một người thấp hay là cao? Bạn là một người béo hay là gầy? Bạn có cái đôi chân dài hay là ngắn? Rồi cơ thể của các bạn thuộc hình khối như thế nào? Điều thứ hai đó chính là tính cách của bạn là gì? Bạn thích sự an toàn hay thích sự phá cách? Bạn thích tính sặc sỡ hay là thích sự đơn giản? Bạn thích phong cách thoải mái hay là thích sự chỉnh chu và lịch sự? Và bây giờ thì Việt sẽ tự trả lời cái câu hỏi này để cho các bạn biết được là việc thực sự chúng ta hiểu được bản thân của mình nó sẽ giúp ích như thế nào trong thời trang. Đầu tiên thì Việt là một người có chiều cao tốt, cân nặng thì khá là ổn, tuy nhiên thì tỷ lệ cơ thể không được cân đối, chân ngắn và lưng dài nên là Việt thường xuyên áp dụng cái phương pháp là sơ vin hoặc là mặc những chiếc quần short có chiều dài trên đầu gối hoặc là mặc quần áo và giày cùng với cái tông màu để nhìn liền mạch hơn và có một cái vẻ trông cao hơn. Điều thứ hai, Việt không thích sự an toàn và cũng không thích tính quá nổi bật. Vậy nên là những bộ trang phục của Việt thường có một số những cái điểm nhấn nổi bật như là ở những đôi giày hoặc là ở form của những chiếc áo khoác. Điều thứ ba, Việt thích mặc những món đồ thoải mái nên là Việt luôn ưu tiên những cái món đồ có form oversize hoặc là đi cùng với cả những đôi giày thể thao để cho nó có phần năng động. Đó là những điều các bạn có thể dễ dàng tự đặt câu hỏi và cũng tự có thể trả lời được để có thể hiểu được cái bản thân của mình. Đây là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng, nó có thể giúp các bạn có thể tìm ra được cái phong cách cá nhân cũng như là có thể tối giản được cái tủ đồ quần áo và các bạn có thể đưa ra được những quyết định mua sắm thật là chính xác nhất. Mẹo thứ 5 đó chính là how to style. Các bạn hãy liên tục tìm cái từ khóa này ở bất cứ đâu. Mình biết là có nhiều bạn mua một chiếc áo về chỉ vì nhìn thấy một người nào đó mặc chiếc áo này và mỗi lần các bạn sử dụng chiếc áo đó thì chỉ phối duy nhất một cách như vậy. Đó là một cái điều hết sức lãng phí. Chúng ta không thể sử dụng được tối đa công dụng của món đồ và cũng làm cho cái sự sáng tạo trong thời trang của chúng ta bị hạn chế. Có rất nhiều những cái nền tảng khác nhau để các bạn có thể tìm cảm hứng phối đồ như là trên Google, ở trên Pinterest hay là YouTube. Ví dụ như các bạn có một chiếc áo blazer mới thì các bạn chỉ cần tìm từ khóa là how to style blazer for men hoặc là blazer men outfit thì chúng ta đã có rất nhiều những cái gợi ý cho các bạn rồi. Đây là cái mẹo mà Việt đã áp dụng nhiều nhất và cũng là cái cách mà Việt tìm ra cảm hứng để có thể tạo ra những video phối đồ cho các bạn xem. Nhất định là các bạn phải thường xuyên áp dụng những cái mẹo này nếu như các bạn muốn cho phong cách của mình có thể phát triển tốt hơn và các bạn cũng có thể mặc đẹp hơn và sáng tạo hơn trong thời trang. Ok, các bạn cảm thấy những cái mẹo này như thế nào? Các bạn đã từng nghe thấy nó ở đâu chưa? Hoặc là nó có giúp ích được gì cho bạn hay không? Hãy comment ở phía dưới để cho Việt được biết nhá. Thực ra thì cho đến tận bây giờ Việt vẫn thường xuyên áp dụng những cái mẹo này để có thể tối giản hóa được cái tủ quần áo của mình. Tuy nhiên thì với cái công việc mà Việt đang làm cũng như là Việt cũng muốn có thể đa dạng hơn những cái phong cách khác nhau để có thể chia sẻ với các bạn nên là sắp tới có thể là Việt sẽ lại mua thêm nhiều đồ nữa. Nhưng không sao cả, vẫn có những cái mẹo khi mà mua nhiều đồ hoặc là mua đồ như thế nào cho nó hợp lý, Việt sẽ lại chia sẻ lại với các bạn tiếp. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giây phút này và một lần nữa thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Việt nhá. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi và cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!